nhắn tin với crush xin đừng cứ nham hiểm như vậy, hay là gửi icon như này, coi chừng ế tiếp đó. Và đây là cách để nhắn tin không bị nhàm chán. Cái bàn phím iPhone nó cũng vi diệu lắm chứ bộ, nó đâu phải chỉ có chữ số hay mấy cái icon như vậy đâu. Để cho khác lạ hơn thì dí cái tay vào cái icon này nè, đè nó xong rồi chọn cài đặt bàn phím, lết cái ngón tay lên chọn bàn phím, rồi thêm bàn phím mới, lướt xuống dưới tìm tiếng Nhật, chọn Kana, xong đây tiếp tục dí cái tay vào cái icon quay địa cầu này nha, chọn vào đây, chọn tiếp vào chỗ này nè. Trời đất ơi, nhìn mấy cái emoji này cưng chưa nè. Rồi đó, gửi crush thử đi. Crush có đổ hay không thì tôi không biết, nhưng mà mấy cái emoji này nó dễ thương. Cần biết thêm gì alo nghe.